Kính thưa quý vị, tiếp theo là phỏng vấn đặc biệt ông Nguyễn Văn Toàn để tìm hiểu về Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Nhân chuyến viếng thăm Hoa Thịnh Đốn vào cuối tháng 3 vừa rồi, chương trình do Thành Trúc thực hiện. Thưa ông, cái vấn đề mà trang bị vũ khí thì chắc là cảnh sát, không biết là cảnh sát có được trang bị, chắc không bằng như là quân đội được trang bị vũ khí đâu, phải không ạ? Đây cô lại gợi ý là năm 1968 trận Mậu Thân. Thì thật tình ra cảnh sát lúc bây giờ chỉ được coi là lực lượng bán quân sự. Yeah. Do đó sự trang bị vũ khí phải nói là rất thô sơ. Tôi đơn cử một cái chuyện này là trên cái lĩnh vực quân sự. Ngay như năm 68, chúng tôi chỉ được trang bị cái súng carbine M1, tức là nói tôi phát khẩu theo Mỹ, carbine M1 mà thôi. Yeah. Hay là những cái súng trường gọi là garand. Thì bây giờ những người đưa nghe đài quân đội thì bảo là năm đó thì chúng ta cũng chưa có vậy. Mà trong lúc đó lực lượng Cộng sản Việt Nam đã được trang bị bằng AK-47. Rồi chúng tôi cái cấp khoản đạn dược cũng được quy định một cách hạn chế. Thì cô cứ thử tưởng chiến tranh đối đầu với địch mà vũ khí mình kém, đạn dược mình cấp số nhỏ. Thí dụ bây giờ bên kia tụi Cộng sản là cấp số đạn là bắn thỏa thích, còn chúng tôi thì thí dụ bây giờ được hai cái gấp đạn, chúng ta gọi là gấp đạn, một cái gấp đạn vậy là 10 mấy viên. Tôi nói này là hơi cặn kẽ, thế chúng ta phải bắn là có hạn định thôi chứ. Đó, thì cảm ơn cô đã gợi ý cái này. Thì anh em chúng tôi chiến đấu với Cộng sản trong một cái chuyện mà cũng như là chỉ có hạn hữu thôi, chứ không phải là chiến đấu một cách nghĩa là tích cực thì cũng không được, không có đủ đạn. Nhưng mà cũng đã kiềm giữ được gọi là cái những bước chân của người Cộng sản vào năm 1968, yeah, trận Tết Mậu Thân ở ngay tại Sài Gòn, đặc biệt là ở ngay tại Hàng Xanh, yeah, theo như Thanh Trúc biết. Kính thưa quý vị, buổi phỏng vấn đặc biệt ông Nguyễn Văn Toàn, cựu sĩ quan Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đến đây xin tạm ngưng. Chương trình sẽ tiếp tục sau phần thông báo và quảng cáo.